các vật vô tri đấy có ý ám chỉ rằng ấy, cái vật vô tri thì mình có thể mình làm và có thể mình thuê thay đổi được, nhưng cái lòng người ta mới là cái khó. Đấy, kính thưa quý của ông bà và anh chị em, hình như Chúa Giêsu có ý bảo rằng nếu mình có đức tin và trông cậy vào Chúa đấy thì mình thay đổi được lòng người. Kính thưa quý của ông bà và anh chị em, tôi kể là không nhớ là khi mà tôi đi tu, chắc đi tu rồi, thì chắc bây giờ đã vào đại chủng viện chưa? Tôi vào đại chủng viện năm 89 ấy, sau lớp của Đức Tổng Thiên ấy. Thế thì khi mà tôi đi tu ấy, mà nghe cái bài phúc âm ấy, cái câu mà Chúa Giêsu bảo là nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thì anh em có bảo cái cây ấy, đang ở trên đất liền, nó bứt rễ lên xuống dưới biển ấy, nó vâng lời ngay. Thực sự quý của ông bà và anh chị em, bây giờ tôi tin lắm. Tôi tin là mình ấy thì là giáo dân, bây giờ mới là thầy thôi, thì chắc cái đức tin của mình ấy nó chưa đủ mạnh, cho nên chưa bảo được cái gì đâu. Nhưng mà tôi thì tôi tin là các cha, mà đặc biệt các cha già mà đạo đức ý, chắc các ngài bảo được. Cho nên khi mà mình đi tu, mình cứ đinh ninh là các cha mà đạo đức ý, các ngài ý, làm được nhiều sự lạ lắm. Chúa Giêsu bảo là nếu có đức tin mạnh mà thì bảo cái cây ý, cái cây đại này, ví dụ thế, bứt rễ lên xuống dưới biển, dưới vịnh Hạ Long, nó nghe lời. Tôi cứ tin như thế đấy. Cho đến khi tôi chuyển chức linh mục cho đến bây giờ 26 năm rồi, thì kính thưa quý của ông bà và anh chị em, chẳng bao giờ tôi bảo được cái gì mà nó như ý của tôi cả. Ví dụ tôi bảo cái bé là cái cây cỏ bứt lên xuống dưới ao, nó cứ ỉ, tôi ỉ rồi, có bảo được cái gì đâu. Thế tôi mới nghĩ là hay là do mình chưa đức tin chưa đủ mạnh. Tôi không biết được là các cha trong giáo phận và các cha ngoài giáo phận, các cha khác ấy, các ngài có bảo được không. Nhưng tôi nghĩ là các ngài cũng như tôi thôi, khó mà bảo một cái vật gì mà nó bứt lên để rồi nó chạy đi chỗ khác lắm. Thế tôi thì tôi cũng biết được là có nhiều cha tài lắm, các ngài làm được cho bao nhiêu là đá nhá, to lắm, đến tận sân nhà thờ, nhưng mà thuê xe và cày cẩu thôi. Thế cũng có cha thì tôi biết được là ngài kể với tôi ý, bởi vì ngài khi mà đi tu tôi thấy ngài đạo đức lắm, sau này được chuyển chức linh mục ý, thì gọi là cha thánh, chúng tôi gọi là cha thánh thôi, bởi vì ngài đạo đức sốt sáng hiền lành lắm, gọi là cha thánh. Thế ngài mới kể với tôi: thưa cha, con cứ nghĩ cái lời Đức Chúa Giêsu bảo rằng khi mình có đức tin mạnh ý, mình bảo cái gì nó chuyển ngay. Thế bây giờ ngài chuyển chức linh mục xong ấy, có một tối ngài ngồi trước cái bàn làm việc ý, mà có cái cây thánh giá nhỏ này, rồi có mấy cây viết này. Thế ngài đang cầu nguyện, tự dưng ngài nhớ cái lời Chúa Giêsu nói trong phúc âm ý, nếu con có đức tin mạnh ý, con bảo cái gì nó vâng lời con. Thế ngài mới cầu nguyện với Chúa, lạy Chúa, con được chuyển chức xong rồi, con sốt sáng lắm, con yêu mến Chúa lắm. Lạy Chúa, con rất tin vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho cái bút này rơi xuống khỏi mặt bàn, nó cứ ỉ ra. Nó cứ ỉ ra. Thế xong mà ngài lại chắp tay: lạy Đức Chúa Giêsu, con xin cả Đức Mẹ nữa cùng cộng tác cho cái bút đi nó bật ra khỏi cái bàn, rơi xuống đất, nó cứ ỉ ra. Xong là ngài chán, ngài đứng lên ấy, thế ngài cọ vào cái bàn, nó nghiêng, thế nó rơi xuống. Thì kính thưa quý của ông bà và anh chị em ấy, thì đúng thật, tôi nghĩ lời Chúa Giêsu ngài bảo là nếu anh em có, đây nhé, Chúa đáp, nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, tức là bé lắm, thì dù anh em có bảo cây dâu này hãy bật rễ lên xuống dưới kia biển kia mà mọc, nó vâng lời anh em ngay. Thì kính thưa quý của ông bà và anh chị em, tôi nghĩ là chắc các cha như tôi ấy, chắc chẳng ai bảo được cái cây dâu, cây đại, mà ngay cả cái cây bé tí như cây cỏ nó vâng lời đâu. Tôi nghĩ là kể cả các cha to hơn tôi, các cha đại diện, tổng đại diện, mà tôi nghĩ đến cả các đức cha cũng không bảo được đâu. Không biết Đức Thánh Cha có bảo được không, tôi nghĩ khó đấy. Nhưng mà vì hình như là Chúa Giêsu không có ý bảo là mình bảo như thế nó nghe. Bởi vì cái vật vô tri vô giác ấy. À, tôi nhớ là khi tôi đọc một lịch sử các thánh ấy, thì tôi thấy có xảy ra, nhưng mà các thánh thôi, có thể các ngài là linh mục nhưng mà rất thánh thiện ấy. Tôi lấy ví dụ như ông thánh Anton ấy, khi mà ngài giảng ở một nơi kia đấy, thấy kể lại ấy, là ngài giảng mà người ta không đi nghe đấy, thì ngài ra biển này, ngài bảo cá ơi, dân có đạo nó chẳng nghe gì cả, lên mà nghe đi, thế là nó lên hết đấy. Có cái đấy, có rồi. Có một lần ấy mà tôi thấy kể lại trong tiểu sử của thánh Anton ấy, ngài làm phép lạ mà khi ngài kiệu mình thánh ra đấy,
cái con lừa, cái con la đấy, nó quỳ để nó thờ lạy mình thánh Đức Chúa Giêsu thì có. Thế nhưng mà đấy là những chuyện của các thánh thôi, còn người bình thường chúng ta không đâu. Hình như Chúa Giêsu ngài có ý bảo với chúng ta rằng ấy, cái chuyện mà thay đổi, rời đổi các vật vô tri đấy, có ý ám chỉ rằng ấy, cái vật vô tri thì mình có thể mình làm và có thể mình thuê thay đổi được, nhưng cái lòng người ta mới là cái khó. Đấy, kính thưa quý của ông bà và anh chị em, hình như Chúa Giêsu có ý bảo rằng nếu mình có đức tin và trông cậy vào Chúa đấy thì mình thay đổi được lòng người. Trong khi ngày xưa các cụ dạy ấy là sơn xuyên dị cải mà tính dĩ nan di, núi đồi có thể thay đổi được, vận chuyển được, nhưng lòng người thì khó thay đổi lắm. Đấy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, mà đúng thật, chúng ta cần cái gì trong đời sống? Cần thay đổi lòng người. Chúng ta đang sống với những người thân trong gia đình ấy, chưa nói đến việc đạo đức đâu, chỉ việc mà hòa thuận đoàn kết trong gia đình thôi, thì kính thưa quý của ông bà và anh chị em, biết bao nhiêu lần chúng ta thầm ước mong người thân của chúng ta thay tính đổi nếp đi. Đấy, thay đổi được lòng người đi, để cho gia đình được êm ấm, biết bao nhiêu lần chúng ta mong mỏi như vậy. Nhưng mà kính thưa quý của ông bà và anh chị em, chúng ta có cái kinh nghiệm ấy là đôi khi chúng ta ao ước không được, nhưng chúng ta xin ơn này, xin khấn này, chúng ta cầu nguyện, đôi khi chúng ta thấy là có thay đổi, có thay đổi. Như vậy là Chúa Giêsu bảo rằng người có đức tin ấy mà trông cậy vào Chúa, xin ơn Đức Mẹ, ví dụ vậy, thì thay đổi được lòng người, cái đấy mới là cái quan trọng. Đấy, cái đấy mới quan trọng. Mà thay đổi được lòng người thì kính thưa quý của ông bà và anh chị em, quý lắm. Ngay trong gia đình nhà tôi thôi, gia đình nhà quý của ông bà và anh chị em, chúng ta cũng thế. Gia đình, mỗi gia đình một cảnh. Và vì thế mà có những cái trường hợp, những người thân trong gia đình của chúng ta làm cho gia đình trong họ hàng rất buồn, mà chúng ta chỉ ao ước ý, cái người ấy thay đổi thôi. Mà chúng ta muốn thay đổi thì chúng ta phải mạnh nhân đức tin, cậy dựa vào Chúa và Đức Mẹ, chứ không cậy vào sức mình được đâu. Đấy là cái việc mà thay đổi lòng người. Còn thay đổi mà lòng người quan trọng hơn nữa đấy, kính thưa quý của ông bà và anh chị em, nhờ có đức tin vào Chúa, cậy dựa vào Chúa và Đức Mẹ, là thay đổi chính lòng của mình này này. Đấy, kính thưa quý của ông bà và anh chị em, nhiều người nói với chúng ta là thay đổi đi một chút. Nhiều khi chúng ta cũng biết được là mình thay đổi đi một tí đấy thì gia đình được bằng an hơn. Nhưng đôi khi mà mình thấy là mình không thắng được chính mình bởi vì không thay đổi được, thì kính thưa quý của ông bà và anh chị em, Chúa bảo chúng ta như thế nào? Người có đức tin mà mạnh đấy, dù bằng hạt cải thôi thì thay đổi được. Nhưng tại sao con không thay đổi được? Bởi vì đức tin của con chưa mạnh bằng tính, so với tính mê tật xấu của chúng con. Vì thế mà con chưa thay đổi được. Nếu mà tính hư tật xấu của chúng con mà là 5 đấy, thì cái đức tin của chúng con phải 6, 7, 8, 9, 10 thì mới thay đổi được. Nhưng mà cái đức tin của con này yếu quá, mà tính mê tật xấu thì lại nhiều, thì kính thưa quý của ông bà và anh chị em, không thay đổi được. Chính vì thế Chúa mới bảo rằng ấy, là nếu anh em có hạt tin, có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì anh em bảo cái cây cối nó bứt lên xuống dưới biển, nó vâng lời anh em ngay. Quan trọng là cái lòng tin của mình. Thì kính thưa quý của ông bà và anh chị em, đúng. Mà vì thế ngày hôm nay chúng ta đến với Chúa, chúng ta xin ơn Chúa cho người thân của chúng ta và bạn bè, những người chúng ta biết định được là họ cũng rất tốt, nhưng đôi khi cái tính mê tật xấu, tính xấu của họ chưa thay đổi được, bởi vì chưa có ơn của Chúa. Thì chúng ta đi dự lễ tối hôm nay, chúng ta xin ơn để xin Chúa ban ơn, để cho họ mạnh nhân đức tin có ơn của Chúa, để họ thay đổi, để trở thành người tốt hơn. Chúng ta cũng xin ơn của Chúa ngày hôm nay cho chính chúng ta, bởi vì chỉ có ơn của Chúa mới cải hóa chúng ta được mà thôi. Khi tôi cử hành lễ lòng thương xót Chúa các thứ sáu hàng tuần ấy, rất nhiều gia đình xin khấn ấy, mà tôi đọc đây là xin ơn hoán cải. Đấy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, đúng thật. Tôi nghĩ là bản thân chúng ta đấy có nhiều cái tính mê tật xấu, nhiều thói hư, chúng ta không tự chữa được đâu. Chúng ta phải cậy dựa vào, trông cậy vào ơn của Chúa và Đức Mẹ. Mà chúng ta cũng tin được là người thân trong gia đình của chúng ta cũng vậy. Vì thế mà đến với Chúa, chúng ta xin ơn của Chúa, xin ơn của Đức Mẹ ban cho chúng ta và gia đình của chúng ta mạnh nhân đức tin, tức là tuyệt đối trông cậy, phó thác vào Thiên Chúa và chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi. Amen.